Dạo gần đây thì có một số anh em ở trên group kia và những người bạn có chia sẻ với tôi là lâu lắm rồi không được gặp bạn Hòa Ruzi, chứ còn thực ra đến bản thân tôi thì lâu cũng không được gặp nữa. Anh cứ nói như thế, anh gọi lúc nào chẳng có mặt, luôn luôn nhiệt tình. Ok, thực ra thì cũng đấy là một câu nói đùa thôi, vì cũng muốn chia sẻ với các bạn là để có những cái video mà anh em ghi hình chung như này, thực ra chúng tôi tốn rất nhiều thời gian. Nói ví dụ thôi là đặt được cái góc máy ở đây này, góc máy ở đây, để làm thế nào đấy cho các nhân vật hài hòa, và đặc biệt là các bạn nữ, các bạn sẽ thường lên hình mà không được to hơn nhân vật nam này, rồi chọn được những góc mặt mà nó tốt nhất này, là chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian rồi. Chưa kể tới việc là đôi khi để làm ra được một cái nội dung mà nó hài hòa, có cả nhân vật nam, nhân vật nữ mà không để bạn nữ bị quá phụ, chúng tôi cũng sẽ mất rất nhiều thời gian nữa. Thế nên là ví dụ như vừa rồi chúng tôi có ghi hình chiếc Subaru BRZ thì thực sự là thời gian rất ngắn và khó có thể nào anh em kết hợp cùng lên hình được. Em thấy là anh em mình vui vẻ thế là đủ rồi. Và bây giờ thì phải vào nội dung chính, vì hôm nay là cuối tuần, các bạn dành thời gian để xem recap đã là rất là quý mến anh em. Chính vì thế mà ngay bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để nói về chiếc Innova thế hệ mới 2023. Nếu để đề cập tới một cuộc lật đổ vĩ đại của thế giới xe hơi thì ngay lập tức trong đầu tôi sẽ hiện ra hình ảnh chiếc Xpander. Mẫu xe này vượt qua cái tên quá sừng sỏ là Innova để trở thành chiếc MPV quốc dân ở Việt Nam. Tuy nhiên, những người hâm mộ mẫu xe của Toyota thì cũng đừng lo, vì chiếc Innova sẽ sớm trở lại với thế hệ mới 2023. Innova từng là một mẫu xe gia đình 7 chỗ được yêu thích nhất tại Việt Nam, nhưng mà Xpander lại là một mẫu xe có quá nhiều ưu điểm với mức giá bán tốt, dẫn đến việc là Innova không còn nhiều sức thu hút nữa. Tuy nhiên thì vẫn có một số lượng người dùng, họ đam mê những mẫu xe 7 chỗ hệ dẫn động cầu sau và không gầm rời, và dù vậy thì Innova 2023 vẫn sẽ khiến họ bị thất vọng. Ok, với phần thất vọng này chúng ta sẽ nhìn ngay vào những cái hình ảnh mới hé lộ gần đây của chiếc Innova 2023. Chia sẻ nhiều đường nét với người anh em Bắc Mỹ là chiếc Toyota Highlander, chiếc Innova 2023 được cho là sẽ được xây dựng trên cái nền tảng TNGA mới, và như thế thì các bạn sẽ có khung gầm liền và hệ dẫn động cầu trước. Điểm đáng chú ý ở đây là mặc dù chúng ta chưa được nhìn thấy hình ảnh toàn bộ của chiếc Innova, nhưng mà theo nhiều nguồn tin cho thấy thì kích thước của mẫu xe này sẽ được gia tăng đáng kể, với chiều dài trục cơ sở lên đến 2860mm, vượt trội hơn hẳn so với các mẫu MPV phổ thông hiện nay. Về phần trục cơ sở thì rõ ràng một lần nữa Toyota họ khẳng định là chiếc Innova là mẫu xe đàn anh của hàng loạt những chiếc MPV cỡ nhỏ như là Veloz, Avanza, Xpander hay XL7. Và thực ra thì đây vẫn là một cái thông số trước giờ vẫn vậy, Innova vẫn là mẫu xe to cao hoành tráng, và tôi sẽ luôn luôn kỳ vọng vào một phần không gian đặc biệt rộng rãi ở phía bên trong. Về phần động cơ thì nhiều nguồn tin cũng cho rằng chiếc Innova mới sẽ sử dụng hai loại máy là 1.8 và 2.0, đều là hybrid. Và gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense thì cũng sẽ có mặt trên Innova 2023. Ngoài ra thì các tùy chọn về hộp số sẽ được loại bỏ và thay vào đó là một hộp số duy nhất là CVT. Và nghe đến đây thôi thì tôi tin rằng nhiều anh em đã cảm thấy không thích rồi. Vâng, cỗ máy hybrid đi kèm với hộp số CVT sẽ một cái cấu hình rất quen thuộc thôi. Vì giai đoạn tới Toyota họ đang hướng tới việc phát triển hàng loạt những mẫu xe hybrid và hướng tới một cái giai đoạn chuyển tiếp tới xe điện. Vậy nên sẽ không có gì bất ngờ khi mà Innova thế hệ mới sử dụng hộp số CVT. Và không rõ là Toyota liệu có định mang chiếc Innova về với thị trường Việt Nam sớm hay không, vì thực ra chúng ta có thể nhìn thấy chiếc Veloz hay Avanza đều đang có một vị thế khá tốt rồi. Đồng thời thì chiếc Innova thế hệ hiện hành vẫn còn đang được bán ở Việt Nam, và chúng ta phải hết sức chờ đợi thôi. Tôi thì cho rằng chiếc Innova sẽ bị cắt giảm bớt cái cơ hội xuất hiện, vì thực ra bây giờ người dùng họ tập trung nhiều vào những mẫu xe thuộc diện cỡ nhỏ dành cho đô thị nhiều hơn là một chiếc MPV cỡ trung giống như Innova. Chuyện một mẫu xe được ưa chuộng ở thị trường này và bị ghẻ lạnh ở thị trường khác là rất phổ biến. Ở Việt Nam tôi sẽ gọi Honda Accord là một mẫu hiếm như siêu xe, vì các bạn mấy khi gặp được nó lăn bánh ở ngoài đường đâu. Còn ở Mỹ nó lại là một mẫu xe quốc dân, luôn luôn nằm trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất. Thế nên không có gì quá bất ngờ khi thương hiệu xe Nhật Bản này quyết định ra mắt chiếc Honda Accord ở thị trường Mỹ. Với thế hệ mới, Honda Accord chuyển sang sử dụng một cái thiết kế mà mang nhiều đường nét đơn giản và trưởng thành hơn so với phong cách trước đây có phần hiếu chiến và thể thao. Đây cũng là một cái xu thế chuyển dịch rất là thống nhất khi các bạn nhìn thấy hàng loạt những mẫu xe của Honda như là chiếc Civic, City, HR-V và CR-V đều đang chuyển dịch theo xu hướng này. Với phong cách thiết kế này thì có lẽ nó sẽ gây tranh cãi nhiều nhất là chiếc Honda Civic, còn với chiếc Honda Accord thì phần nào ở thế hệ trước các bạn cũng đã bắt đầu nhìn thấy nó có những cái đường nét theo kiểu là trưởng thành và chững chạc hơn. Vậy nên khi chuyển sang cái thiết kế hoàn toàn mới như thế này, với tôi nó sẽ không phải là một cú sốc với những người hâm mộ cái tên Honda Accord. Bên cạnh những chi tiết mà các bạn sẽ vẫn thường thấy ở trên những cái thế hệ mới, đó là thay đổi trục cơ sở, thay đổi kích thước,
thì điểm nhấn thiết kế của chiếc Honda Accord thế hệ mới chính là phần đèn LED ở phía sau. Bây giờ nó đã đi theo đúng trend, tức là nối liền một cái dải rất dài. Ngoài ra, nhờ phần kích thước thay đổi mà chiếc Accord thế hệ mới cũng có một phần dung tích cốp lên tới 473 lít, thông số lớn nhất phân khúc sedan hạng C hiện nay. Về phần động cơ, chúng ta sẽ vẫn sử dụng động cơ 1.5 turbo nhưng được tinh chỉnh lại để mang tới tận 192 mã lực. Và tất nhiên, Honda mà, phải sử dụng hộp số CVT. Tiếp đó thì động cơ 2.0 turbo ở trên chiếc Honda Accord 2023 sẽ bị loại bỏ và thay vào đó chúng ta có động cơ 2.0 hybrid với 211 mã lực, đúng theo xu thế điện khí hóa của thế giới nói chung. Về mặt giá bán thì mẫu xe hạng D của nhà Honda chưa được công bố, tuy vậy ở thị trường Việt Nam tôi cho rằng chúng ta không nên quá chờ đợi. Vì thực sự mà nói là phân khúc hạng D hiện nay đã được định hình rất rõ ràng, tức là người ta sẽ nghĩ tới theo kiểu là cốt lõi bền bỉ gì đó và vẫn có sự nổi trội, chính là chiếc Toyota Camry. Sau đó là phong cách thể thao rất giống Audi A7 là chiếc Kia K5, mẫu xe mà chúng tôi cũng sắp có video lên rồi. Và cuối cùng là nếu người ta nghĩ tới cái gì đó theo kiểu là tiền ít mà đồ thơm thơm thì có lẽ vẫn là chiếc Lacca. Như vậy thì sẽ còn khá ít không gian cho chiếc Honda Accord xuất hiện ở thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó thì giá bán vẫn là một vấn đề rất lớn với mẫu xe này, vì trước nay khi mà đề cập tới giá bán thì ngay lập tức người ta có thể nghĩ tới cái tên là Honda thường bán những mẫu xe cao vượt phân khúc. Nhắc tới công cuộc điện khí hóa của thế giới xe hơi thì tôi vẫn muốn nhắc tới một cái tên có thể nói là rất truyền thống, đó là Volvo. Mặc dù họ không tạo ra quá nhiều mẫu xe thuần điện nhưng họ khá là tiên phong trong quá trình điện khí hóa các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Và để đáp ứng lại cái sự kỳ vọng của người hâm mộ thì Volvo mới đây đã ra mắt phiên bản thuần điện của chiếc XC90 mang tên EX90, một mẫu xe có rất nhiều điểm tiên tiến khi so sánh với phân khúc. Mẫu EX90 mới của Volvo sử dụng hai động cơ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và sẽ có hai phiên bản khác nhau, 408 mã lực hoặc 510 mã lực. Những thông số động cơ rất ấn tượng của chiếc xe này giúp cho nó có khả năng đạt được 100 km/h sau chỉ 4,9 giây, mặc dù xác xe nặng tới gần 3 tấn. Ngoài ra thì Volvo cũng là một nhãn xe rất nổi tiếng với các công nghệ an toàn, và cũng đúng như là truyền thống thì chiếc EX90 là một mẫu xe có nhiều cảm biến, mang tới khả năng vận hành tự lái ở cấp độ 3 ở một số tình huống nhất định. Bên cạnh đó thì khối pin của chiếc Volvo EX90 cũng rất ấn tượng, giúp cho nó có thể đi được tới 600 km với một lần sạc, đồng thời có khả năng sạc từ 10 lên 80% trong chỉ 30 phút. Ngoài ra thì chiếc Volvo EX90 cũng có một thông số khác hết sức ấn tượng, đó là chỉ số cản gió chỉ dừng lại ở mức 0,29, tức là thậm chí còn tốt hơn cả một vài mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong và hiệu năng cao. Để đạt được điều này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái phần kính chắn gió phía trước khá đặc biệt của chiếc EX90 mà tôi sẽ không cần phải mô tả quá nhiều. Mời các bạn cùng xem phần hình ảnh. Cuối cùng thì nếu các bạn có quá lo ngại về tương lai của những mẫu như là XC90 hay XC60 thì cũng đừng lo, Volvo tuyên bố là họ vẫn tiếp tục phát triển song song cả những mẫu xe này cho tới khi đạt được ngưỡng điện hóa hoàn toàn vào năm 2030. Những thông tin cuối cùng ở video lần này, chúng tôi muốn đề cập lại một cái tên mà đã nhắc tới quá nhiều trong tuần này là Kia Carens. Mẫu xe MPV cỡ nhỏ của nhà Kia được ra mắt ở thị trường Việt Nam và được nhà phân phối gọi là SUV, đi kèm theo một khoảng giá bán cực kỳ rộng, khoảng trên 600 triệu cho tới 850 triệu. Về mẫu xe này chúng tôi cũng đã có một vài video từ walkaround rất nhanh cho tới giải đáp một vài câu hỏi và một khoảng vận hành cũng tương đối nhanh nữa. Hy vọng là đã có thể mang tới cho anh em những thông tin tương đối cần thiết ở giai đoạn ban đầu với mẫu xe này. Một lần nữa thì vẫn phải nhắc lại rằng chúng tôi luôn luôn dựa vào những mẫu xe của người dùng cho mượn để có thể có những cái video đánh giá chi tiết kỹ lưỡng hơn. Và như thế thì ở đây chúng tôi tiếp tục thể hiện sự mong chờ với một người anh em vô cùng rộng rãi sẽ sớm cho chúng tôi mượn chiếc Kia Carens thời gian tới để thực hiện một video đánh giá. Và lời cuối cùng là cảm ơn các bạn một lần nữa đã đồng hành cùng với chúng tôi trong một buổi sáng cuối tuần. Rất hy vọng là sẽ tiếp tục được gặp lại các bạn ở nhiều video recap khác.